Ngày hôm nay ở bên Trung Quốc lại xảy ra một việc rất là hot liên quan đến iPhone 14 mọi người. Đây là một vụ việc lừa đảo và số tiền lừa đảo ước tính lên tới 1.000 vạn tệ. Cái sự việc là nó như thế này, có một công ty và công ty này thì là bán iPhone 14 với cái giá rẻ hơn các cửa hàng iPhone là 500 tệ. Thế cho nên là có không ít người Trung Quốc thì họ đã mua iPhone 14 qua công ty này và hình thức mua là đặt hàng online, đặt hàng qua mạng. Sau khi họ đặt hàng xong và thanh toán xong xuôi hết rồi, họ chờ mãi mà không thấy bên phía công ty gửi hàng, nên là họ đã vào cái trang web chính của công ty. Và khi vào cái trang web này ấy, thì đã phát hiện ra một cái bức thư, một cái tờ thông báo ở trên cái trang chủ với cái nội dung như thế này ạ: "Các bạn khách hàng thân mến, chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn. Chúng tôi chạy đây, xin lỗi. Nhưng xã hội này là như thế, lòng người khó đoán khó lường, không thể đoán trước được. Hy vọng sau này bạn đừng quá tin người. Có những lúc sự tin tưởng của bạn thật sự dễ dàng đổi lại sự thất vọng. Tiền bạc rất dễ dàng làm cho con người mất phương hướng. Vì vậy, cái xã hội này, thời đại xã hội này rất tàn khốc và vô tình. Bạn không thể nhìn thấu. Thật ngại quá. Hy vọng bạn sẽ càng hiểu rõ qua bài học lần này. Cũng đừng quá thất vọng làm gì. Hãy xem đây là một bài học đi. Chúng tôi cũng cần tiền để sống qua ngày mà. Cũng có thể lần này khiến bạn bị đả kích. Nhưng đừng thấy thất vọng, tiền mất vẫn có thể kiếm lại được. Chúng tôi thêm một lần nữa gửi lời xin lỗi tới bạn." Thật sự là hạn hán lời về cái bức thư mà công ty này gửi cho những người đã mua iPhone. Thì sau khi mà người mua phát hiện ra, họ đã đi báo công an. Và theo những cái thông tin sơ bộ mà bên phía công an Trùng Khánh vừa mới điều tra, thì cái công ty này thành lập mới chưa được 2 tháng, thành lập vào ngày 28 tháng 7 2022, và cái địa chỉ của công ty cũng là giả luôn. Hiện tại thì vụ việc này vẫn đang trong quá trình điều tra, và nếu có thông tin mới thì mình sẽ cập nhật nhé.